Bức thư số 22. Bạn thân mến, giờ đây khi đã tự mình thừa nhận rằng cần phải bỏ đi những thứ mà bạn tưởng là quan trọng, nhưng thực ra lại có hại cho bạn, bạn lại hỏi tôi phải thực hiện điều đó như thế nào? Có những thứ chỉ có thể nói ra khi gặp mặt. Một ông bác sĩ không thể viết trong thư giờ nào nên ăn hay nên tắm, người bệnh cần phải tự cảm nhận nhu cầu của cơ thể mình. Như một câu châm ngôn cổ, đấu sĩ tìm lời khuyên trên sàn đấu, anh ta dựa theo sự chỉ dẫn từ chính việc quan sát đối thủ của mình, cử động của cánh tay hắn hay thậm chí là một cái nghiêng mình. Với những lời răn đe hay lời khuyên mang tính khuôn khổ mà ta có thể quy nạp về trường hợp tổng quát, ta có thể viết ra cho những người ở xa hay cả cho thế hệ sau, nhưng đi vào chi tiết từng tình huống như câu hỏi của bạn, khi nào và bằng cách nào những thứ ấy nên được thực hiện, không ai có thể đưa ra lời khuyên từ xa vì ta cần một sự linh hoạt theo thời điểm và hoàn cảnh. Bạn không những cần phải để bản thân mình có mặt ở từng thời điểm mà còn phải ước lượng nó sẽ nối tiếp nhau như thế nào. Vậy nên hãy chú tâm vào mục đích của bạn và nếu bạn nhìn thấy cơ hội, nắm lấy nó và hành động kiên quyết với tất cả sức mạnh của bạn để giải thoát mình khỏi những nghĩa vụ xiềng xích mà bạn đang đeo cho mình. Vậy đây là lời khuyên cho bạn. Nhớ lời tôi, bạn cần phải giải thoát bản thân mình hoặc là rời bỏ cái cuộc đời mà đang sống hoặc là hoàn toàn khỏi cuộc đời. Nhưng thực lòng tôi tin vẫn có cách và cơ hội để bạn thực hiện theo vế nhẹ nhàng hơn, tức là chỉ cần nới lỏng những nút thắt thay vì buộc phải cắt đứt sợi dây. Nhưng hãy thực hiện nó với tinh thần là nếu cách ấy không được, bạn sẽ phải cắt dây. Bất kể bạn có sợ hãi đến thế nào, bạn chắc chắn không thể cứ bám riết lấy cái bờ vực ấy mãi, vì sớm muộn thì bạn cũng ngã mà thôi. Từ giờ đến lúc đó, điều quan trọng nhất là tránh những điều phiền toái mới. Hãy hài lòng với những công việc mà bạn đã nhận về mình, hoặc như bạn vẫn thường thanh minh cho bản thân, những công việc tìm đến với bạn. Đừng ôm đồm những gì vượt quá bổn phận của mình. Nếu không, sự thanh minh ấy sẽ vô nghĩa đến nực cười, vì chắc chắn là chúng không thể tất cả cùng tìm đến bạn. Những thứ mà mọi người vẫn nói thường không đúng, tôi không thể làm khác được, tôi không muốn chúng, nhưng nhìn xem, tôi phải nhận. Không ai buộc phải theo đuổi giàu sang, mọi thứ đều có những thời điểm chững lại. Vậy nên ngay cả khi bạn không cố cưỡng lại, bạn cũng không cần phải thuận theo dòng chảy mà cứ ôm đồm công việc hay tích cóp của cải một cách không kiểm soát. Bạn có phiền nếu tôi trích vài câu để củng cố lời khuyên của mình? Họ là những người có tiếng nói hơn tôi, thậm chí tôi cũng tìm đến họ khi tôi cân nhắc hành động của mình. Hãy đọc bức thư của Epicurus bàn về vấn đề này. Đó là bức thư viết cho Idomeneus, bảo ông ta rời bỏ quyền lực vị trí của mình, phải nhanh lên, trước khi một vài thế lực mạnh gây trở ngại và ông ta không còn có thể từ chức một cách an toàn nữa. Epicurus cho rằng không nên làm liều mà cần phải chờ cơ hội, nhưng khi mà thời cơ đến, phải chớp lấy nó. Nếu bạn đang lên kế hoạch để từ bỏ, bạn không thể cho phép mình chợp mắt và ngay cả khi tình thế là vô cùng nguy nan, tôi chắc rằng sự từ bỏ ấy là có lợi, với điều kiện chúng ta không được thực hiện nó khi thời cơ chưa đến hoặc lưỡng lự khi nó thực sự xảy ra. Tôi chắc chắn rằng bạn đang mong chờ một lời khuyên từ Stoicism, đừng để những người xung quanh bạn phê phán họ là quá khắc nghiệt, bởi họ chọn tha cẩn thận thừa còn hơn dũng cảm ngu ngốc. Bạn có lẽ đã hy vọng họ sẽ bảo vệ mình bằng cách nói thật thà hèn hạ khi chùn bước trước gánh nặng hay vật lộn với đống nghĩa vụ mà bạn đã nhận lấy cho mình. Người mà trốn chạy khỏi vất vả, mất đi lòng dũng cảm một cách quá dễ dàng trước khó khăn, không thể làm một người mạnh mẽ và sống một cuộc đời nhiệt huyết. Chúng là những thứ họ sẽ nói với bạn, nhưng chỉ khi những công việc đó mang lại cho bạn một giá trị tương xứng và chỉ đến khi mà bạn không phải thực hiện hoặc trải qua những thứ có thể gây nguy hại đến phẩm cách của mình. Bởi lẽ, bạn có thể chắc chắn rằng một người thông thái sẽ không phí phạm năng lực và tài trí của mình vào những việc xấu hoặc không mang lại lợi ích gì cho ông ta và cộng đồng, và ông ta cũng sẽ không vùi đầu vào công việc chỉ vì muốn bận rộn mà thôi. Ông ta cũng sẽ không làm điều mà bạn mong ông ta sẽ làm, đó là để mình bị cuốn vào một sự nghiệp nhiều tham vọng, chịu đựng tất cả những thử thách mà nó mang lại. Ngay khi những nỗ lực của ông ta trở nên nặng nề, không chắc chắn, tiềm tàng hiểm họa, rằng ông ta bị điều khiển bởi toan tính của cái khác và không thể giữ được phẩm cách của mình, ông ta sẽ rời bỏ, nhưng không phải là đoạn tuyệt mà ông ta sẽ rút lui một cách từ tốn trong an toàn. Quay lại với vấn đề, bạn có thể dễ dàng thoát khỏi những vấn đề kinh doanh nếu bạn không quan tâm tới những thứ chúng mang lại. Những khoản lời chính là thứ ngăn trở ta và khiến ta dùng rằng với nó. Gì cơ? Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ những thứ triển vọng ấy, phải bỏ đi ngay khi vụ mùa đến? Tôi sẽ sống thế nào nếu không có kẻ hầu người hạ, không có kiệu rước đi và nhà tôi thì hiu quạnh không có một bóng khách khứa?
đó là những thứ mà người ta không cam lòng từ bỏ. Họ đã gắn quá chặt với những lợi ích của một cuộc đời bất hạnh, ngay cả khi họ nguyền rủa sự bất hạnh ấy của mình. Họ phàn nàn về sự nghiệp của họ như cách họ phàn nàn về người yêu, tức là nếu bạn xem xét cẩn thận, bạn sẽ thấy họ không ghét chúng một chút nào, cho dù họ vẫn tiếp tục phàn nàn về chúng. Để ý kỹ những người hay rên rỉ và dọa bỏ đi, bạn sẽ thấy tình trạng bị giam cầm của họ là do họ tự lựa chọn cho bản thân. Những thứ họ nói đang khiến họ khốn khổ khốn nạn lại chính là những thứ mà họ đã mong muốn và họ không thể sống mà thiếu chúng. Vậy đấy bạn ạ, sự nô lệ chỉ định đoạt một vài số mệnh, nhưng rất nhiều người lại cố nắm chặt lấy cuộc đời nô lệ. Nếu bạn thực sự mong muốn giải thoát mình và hướng đến sự tự do thật sự, nếu mong muốn duy nhất của bạn trong việc tìm đến những sự khuyến khích động viên là để bạn có thể thực hiện nó để chấm dứt lo lắng vĩnh viễn, thì cả tập đoàn Stoic sẽ cổ vũ cho bạn. Nhưng nếu lý do khiến bạn đang ngoái lại sau lưng là để tính xem bạn có thể mang theo bao nhiêu thứ hay khoản lợi tức về hưu của bạn là bao nhiêu, thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự giải thoát. Chừng nào bạn còn gắn với hành lý của mình, bạn sẽ không thể bơi về bến bờ an toàn, giữ cái đầu của bạn trên mặt nước và sống một cuộc đời đẹp hơn như thế đi. Cầu Chúa phù hộ cho bạn, nhưng không phải theo cách mà Ngài thực hiện với một số người, cho họ một dáng vẻ hiền lành tốt bụng, nhưng lại để họ tìm đến với khổ ải. Vì món quà ấy nó thiêu đốt, nó hành hạ kẻ được nhận, họ chỉ có một lý do để bào chữa, họ được ban những thứ mà họ yêu cầu. Tôi mới vừa đóng bì thư, và giờ tôi lại phải mở nó ra một lần nữa, để chắc chắn rằng nó sẽ không đi ra từ đây với chút quà, tức là những câu nói cực chất, một câu vừa hiện lên trong đầu tôi, thậm chí là chính tôi còn không biết nên ca ngợi nó quá chuẩn hay quá hay. Mỗi người chúng ta ra đi như cái cách mà ta đến với cuộc sống này, cứ chọn bất cứ người nào bạn muốn, trẻ, già hay trung niên, bạn sẽ thấy họ đều sợ chết như nhau, nhưng đồng thời cũng sống một cách hờ hững vô tâm như nhau, không ai có chút thành tựu gì. Chúng ta trì hoãn mọi thứ đáng ra chúng ta phải đảm đương cho tương lai. Điều khiến tôi thích thú trong câu nói này là nó chế giễu người già mà sống như trẻ thơ. Mỗi người chúng ta khi chết đi chẳng khác mấy lúc chúng ta sinh ra, ông ta nói. Sai, chúng thậm chí còn tồi tệ hơn, lỗi là ở chính chúng ta, không phải tự nhiên. Tự nhiên nên đưa ra lời phàn nàn về con người. Tại sao ta đưa ngươi đến với cuộc sống này với không một mong muốn, sợ hãi, không cả mê tín, không tráo trở, không một thứ gì gây tai họa cho người khác? Hãy ra đi như cái cách mà ngươi đến. Ai được chết với sự thanh thản như khi đến với thế giới đã đạt được thông tuệ? Nhưng không, chúng ta run cầm cập khi tai họa ập tới, thở không ra hơi, mặt trắng bệch, nước mắt lã chã một cách hoàn toàn vô ích. Dù có thể dễ dàng chạm tới sự thanh thản, chúng ta chọn cách không ngừng lo lắng, điều gì có thể hổ thẹn hơn. Nhưng đây là lý do, bởi khi chúng ta mất hoàn toàn những phẩm cách, ta coi việc mất cuộc sống là một vấn đề, bởi vì ta không cảm nhận được lợi ích thực sự của bất kỳ giây phút nào của cuộc sống. Chúng ta chỉ biết tiêu xài chúng và để chúng bay mất khỏi tầm tay. Không ai quan tâm mình sống tốt như thế nào, mà chỉ bao lâu, mặc dù sự thật là bất cứ ai cũng có cơ hội để sống tốt, nhưng không ai có thể sống quá lâu. Tạm biệt.